thì phải khấn như nè: lễ quy họ thiên, bài sám hối, tu nhất kiếp ngộ nhất thời. Cầm 12 cây nhang đưa lên chán, này phải đọc kỹ ha, có nhiều người họ đọc không kỹ người ta không hiểu á. Đưa lên chán thành tâm khấn nguyện: hôm nay ngày 26 tháng 8 năm 2023 nhằm ngày gì đó của âm lịch, tôi quên rồi, không biết âm lịch đó, mình phải có cái đó, có cái ngày dương rồi xong mới nhằm ngày là ngày của âm lịch. Con tên Hồng Trần là mình đại khái mình nói là Đại Bắc Thưởng nổi tiếng, mình nói con tên Hồng Trần là Võ Văn Thưởng, tên thiên con là Thiên Nhân Thưởng. Hôm nay con xin thành tâm sám hối cùng Hoàng Thiên Hậu Thổ tất cả 96 vạn ức thiên căn từ Thượng Đế gửi xuống cõi ta bà Hồng Trần ô trược. Con vì tham dục vọng danh lợi tiền tài, hỷ nộ ái ố, gây ra không biết bao nhiêu nghiệp tội từ vô lượng kiếp. Nay con xin thành tâm sám hối nhờ ơn trên cha Ngọc Hoàng Thượng Đế, mẹ Phật Mẫu, Hồng Ân Hải Hà, thứ tha mọi lỗi lầm cho con làm lại cuộc đời. Con nguyện sẽ không bao giờ tái phạm, từ nay con xin nguyện ăn lành ở hiền, tu nhân tích đức, và nguyện hành theo 12 giới luật thiên tâm để được về cùng cha mẹ trên cõi thiên đàng. Nam mô Ngọc Hoàng Thượng Đế chứng minh, Nam mô Phật Mẫu chứng minh. Rồi cái đọc thêm cái bài này nữa là tâm con nhất nguyện dạng tâm với thiên đình. Cái Bắc Thượng nói ok được, cái bài này hay đó, tôi sẽ làm Gorbachev thời đại. Nhiều khi ông làm Gorbachev thời đại, cái tự nhiên lịch sử sẽ lưu danh, tên của ông sẽ nằm trong 1 triệu cuốn sách trong tương lai, phải không? Còn hơn bây giờ không có được cuốn sách nào ghi hết, đâu biết được. Có thể là đang quy y cho ông Thưởng rồi đó. Cái ngày mai vô như kiểu Gorbachev sao không chừng, để cho mình bất đổ máu, uống hồ chứ còn thiếu kiệt này 3 cây nhang. Rồi nó bệnh đi qua Nhật, có em hiểu Kiệt ơi, bạn tôi Thưởng lúc đó chưa làm chức gì á, chức nhỏ xíu à, lâu rồi 5-10 năm rồi, khấn giùm đi, anh là thiên tử, anh khấn đâu là được đó. Vậy hả? Cái gì tôi khấn thấy này mặt nó cũng miền Tây cũng khờ khờ á. Cái mình khấn cho nên giờ Võ Văn Thưởng còn cái mạng ngồi đây là nhà thiếu Kiệt này 3 cây nhang nghe, đừng có dông ăn bội nghĩa, đó là chuyện thiệt, nó dám nói giả không dám nói đâu. Hỏi người mình hiểu đi, có đó.